Ôi ôi ôi, thế này thì còn gì nữa đâu. Sau khi thấy đấy bị giật ấy, thì lắp thêm hai thanh này vào là nó chắc chắn đâu đấy là giật số là không vấn đề gì luôn. Ê, cái lúc đầu anh em mình lắp em hơi lo sợ, không phải đến lúc mà anh thử đầu tiên công nhận là nó lung lay thật. Lắp thêm hai này chắc quá chưa. Sao rồi anh? Cái bộ khung khưởng sao anh? Sau buổi chiều anh có tương chỉnh lại một tí. Thì đầu tiên vấn đề anh gặp ấy là bắt đầu nhá, mình để màn hình nhai đúng không? Nhưng mà chuẩn ra tầm nhìn của anh ấy, nó sẽ phải vào giữa màn hình. Đúng rồi. Nhưng hiện tại là nếu mà khi để giữa thì tay vô lăng sẽ bị chạm. Nên là nó đang bị vấn đề thứ hai là vô lăng nó quá xa với anh. Đây. À, ngồi về ghế với anh là chuẩn cho vô lăng. Tầm nào, nếu mà tầm nào thì vừa nhỉ? Chắc là tầm này sẽ là vừa. Ờ, tầm vừa. Đấy. Và hôm trước anh em mình có cái cần số khuyên nông dân này. Thì có chat với anh hỗ trợ ở bên VNM, anh bảo là nông dân quá. Đây, chuyển con cách là anh tháo hết rồi, anh gắn lại, đúng rất là chắc. Chắc cứng thôi, cứng chỉ có rung cả bộ thôi. Chứ không rung đấy. Nên là bây giờ ấy, để fix cái vấn đề mà màn hình bị nó quá cao và vô lăng quá gần màn hình thì anh đã mua thêm hai thanh. Hai thanh 8 nữa. Hai thanh 8, 80 nữa để vô lăng. Và mình để chỉ đúng để thanh này thôi. Ủa. Nhưng mà bây giờ chúng ta có phải đại gỡ. Đại gỡ. Ê, nhưng mà em vẫn không hiểu lắm, nếu mà bây giờ anh gắn vô lăng đúng không? Thì tức là anh sẽ gắn thêm một thanh nữa đây à? Hay là như nào? Đấy, tháo thanh này ra đây. Tháo thanh này ra. Đấy, ở đây. Thì vô lăng sẽ là hợp lý nhất này. À, tức là anh sẽ lại dọc thêm một cái nữa, tức là một thanh ở đây và một thanh ở đây. À, hai thanh ở đây. Hai thanh đây. Và okay, đây anh sẽ để sờ dịch màn hình xuống. Nó sẽ vừa tắm mắt hơn cho anh ngủ. Bây giờ khá là nhiều việc không ngày hôm nay. Thôi đi, phải... Làm thôi, làm triển khai thôi. À, về nhất cho anh này, để anh kéo cái dây đã, nó đang bị chèn vào dây. Cái hôm đầu tiên mình với anh Đạt test con loa này thì mình đây, mình gắn ở chỗ dưới là sau lưng anh Đạt này. Xong rồi hai bật cả hai to lên 100%. Thế xong rồi tự dưng một lúc sau thì anh em thấy hết đời nhỉ. Thế là cháy luôn con loa rồi. Khét. Xong rồi tắt đi. Nhưng mà xong rồi đến lúc dùng lại thì cũng không để ý lắm. Rồi đến cuối cùng hỏi gọi là người sản xuất thì mới biết là con loa nổ rồi. Nó chỉ chạy được thôi chứ nó nổ rồi. Nó niệm rồi. Anh Đạt đã mua thêm một con mới rồi và bây giờ rút kinh nghiệm chỉ để thấp thôi, không để 100% nữa. Mà lúc đấy lại còn là 100% chỉ gắn một loa, thế nên là điện nó 100% cho cái loa luôn. Thế nó không chia ra hai loa như là bây giờ. Thế là bây giờ sẽ phải xử lý bằng gỡ. Bằng ghế chắc là ngày mai Shopee sẽ về, rồi ngày mai sẽ hoàn thành nốt tất cả phần đấy. Còn hôm nay mình sẽ cố gắng là hoàn thành tất cả mọi thứ. Mai chỉ gắn con loa vào là xong thôi. Tháo cái dây đã, nhiều dây quá. Chứ bây giờ cái này mà nó như cái của Logitech là nó có lỗ cắm luôn. Phát bắt luôn. Đây bạn được, con này không như Logitech. Gọi là không, đây không phải là Logitech anh em nhá. Nó không có cái gọi là cái hát mao ấy. Không có. Có đây là đơn giản lắm. Nó phát đính vào luôn. Dây này dở phết đấy. Không này chắc là về nhà anh rồi đi dây nên mình sẽ đi đi tạm rồi chứ buộc cái dây rút rồi. Thế thì kéo vô và đẩy cầm một phát vào trên màn hình với cả chỗ dưới vô lăng đây. Ui tôi sẽ ra ngoài đây dọc này đi, tại vì là máy tính gần như đây đúng vị trí mà để máy tính của anh. Ơi đấy này. Đây đẩy bớt dây vào cho anh. Sổ. Mỗi tội không có loa. Có. Đây loa có màn hình. Uầy, hợp lý em ạ. Long
Ôi, có cái, phải có cái chống này phát. Ui, sớm lắm ạ. Nó vừa khít đi. Thế thì gắn bên kia anh ạ, tại vì bên kia mới nhiều lực hơn đấy. Có là hai bên luôn. Hai bên thế thì 5 miếng cơ mà. 5 miếng là thoải mái hả? Như gym luôn. Thôi, bây giờ gắn vào nhá. Chắc gắn ở dưới đi. Được có ở dưới mà. Trên nhé, giật ở trên mà. Giật ở trên mà. À, ừ. Bây giờ gắn hai thanh này, một bên, một đây nữa. Đây, gắn này vào đây trước này, xong rồi xiên kia là... Đây đúng không? Sùa. Đây, anh thấy ok không? Đây chưa? Đang giữ được cái này rồi. Thành vai đấy. Đấy luôn. Ui. Em chỉ có gì cả bộ như gì luôn. Ôi, em thử đây, lái nhé. Ôi, 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 cái này thì còn gì nữa đâu. Anh không ngồi, quay không anh, thích không anh? Quá chuẩn luôn, nó sau khi đấy bị giật đấy thì lắp thêm hai thanh này vào là nó chắc chắn đâu đấy là giật số là không vấn đề gì luôn. Cái lúc đầu anh em mình lắp em hơi lo sợ, không phải đến lúc mà anh thử đầu tiên công nhận là nó lung lay lay thật. Lắp thêm hai này chắc quẫy trưởng. Bây giờ thôi anh tắt game mình chuẩn bị ship nhà anh thôi chứ làm gì nữa. Đây từ từ. Ok. Chờ nốt ra xong tí mình ship anh nhá. Rồi tí mình ship đến nhà anh luôn và okay. Sẽ đi dạy dây các thứ cho đẹp đẹp luôn đó. Ok, xong rồi lắp cả màn của anh ấy chứ. Chứ con này tuổi gì đúng không? Ok. Anh em đợi tí nhá, mình ship ngay này. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Thì như anh em biết ấy, là đây là cuối cùng là cái kết của cái saga rồi. Là saga lắp ghế gaming cho anh Đạt. À, lắp bộ giả lập đua xe cho anh Đạt. Và hiện tại thì mình đang ở gọi là trước cửa nhà anh Đạt rồi. Bây giờ mình vào nhá. À, cho anh em xây dọc à? Cho múc tiếng mẹ đó. Bây giờ phải cho đúng ra chứ. Tí nữa là sẽ thay bằng cái màn hình to đùng này của anh Đạt này. Đấy. Xong rồi, ơ, thế cái bàn này nào hủy anh? Ừ, hủy đi. Hủy à? Hỏa. Thế là một đời gaming, một đời đua xe, cả đời đua xe anh. Đúng rồi. Thế là dở rồi. Rồi, ok, bây giờ anh cùng anh em gọi là sắp xếp lại cái bàn này nhá. Cho cái bàn này bay màu thôi. Anh em mà biết ý, anh em xem gọi là những cái cảnh chắn đua xe ấy, anh em sẽ thấy là ở trên bọc son vô lăng của họ, họ sẽ có những cái kiểu số này, những cái thứ như kiểu vòng tua này, nó đang bị maximum là 3 độ này, thì anh Đạt cũng sẽ để thế ở đằng sau màn, ở đằng sau vô lăng anh nhỉ? Ừ đúng rồi. Anh để đằng sau vô lăng đấy, anh sẽ để đằng sau vô lăng, ở đây là cái giá treo đấy. Thế này thì chắc chắn là anh sẽ để ngang, nhưng mà anh để ngang hướng ra ngoài, anh hướng vào trong. Hướng vào trong. Thế để ngang bây giờ con treo lên còn vít cái màn hình xuống mà thôi. nhưng mà cái mục đích thế là dài bao nhiêu? Tầm mét 3, nếu mà ngồi thoải mái tầm mét 3, mét 4. Bây giờ chúng ta cho con khung kia đây trước, bọn anh sẽ gắn cái màn này lên. Ok. Thế thấy thì nó cũng hỏa cho ra ngoài đâu. Cái này thì nó nhẹ lắm mà em ạ, nó rất cầu kỉnh. Nó rất là cầu kỉnh, tầm này chắc tính là khoảng tầm 5 cân nhôm anh nhỉ, 5 cân hoặc 6 cân nhôm rồi. Thế hơn ghế hơn nhiều. Đây. Rồi, ok, từ từ, cắt lại. Cho vào luôn anh. Ờ, cho vào luôn. Anh kia anh gắn trước giày vào. Từ đây, anh để ở đây thôi. Ui, thế thì sao anh có thể để ghế được? Thôi cứ cho đấy ra, tính. Thế thì anh phải để sofa ra rồi. Không, phải để tủ lạnh ra. Bây giờ làm visa rồi bên đã. Bây giờ thì gỡ cái màn này ra, xong rồi đóng lên cái visa, cái này. Đấy, thì nó đơn giản thôi, nó rất là dễ dàng thôi. Nhưng mà anh em đang có một cái quan ngại một chút là cái VESA, cái màn này nó là theo kiểu hơi tam giác một tí này. Đấy, thế nên là hơi không biết là có gắn được vào đây không. Mình hy vọng không. Không. Anh quay cái sự tam giác của nó xem. Đây. Rồi, ui, thoải mái lắm ơi. Ừ, nó vuông. Cái này à? Vẫn vuông mà. Ừ, vẫn đây. Vuông. Thế bây giờ gỡ này không? Rớt mất cái gì rồi. Có tối diện tích mà anh Hồ có bị chật chân không? Vừa anh, vừa khít à? Khít đúng không anh? Nếu mà anh nhất là dịch con này ra ngoài một tí nữa. Lúc đấy có thanh nhôm này ra ngoài để anh sát cái này vào đây. Ồ. Không, con này có phanh tay mà. Vâng đấy, anh có một cái phanh tay này. Thế là vừa rồi ấy.
Ây da. Thế thì anh cho cái mặt đằng sau ra ngoài, cho mặt đằng sau về ra ngoài, tại vì thế thì anh sẽ tiếp cận các cổng dễ hơn. Anh phải kéo một chút đấy, tí rồi phải cắm. Cắm đồ đây. Ok. Dây sợ nữa. Cái ổ điện trắng không nhỉ? Trắng á? Đây. Một phát ăn luôn này, một phát hết luôn. Tất cả PC vào đây. Nào, PC là chọn tóm gọn trên một sợi dây. Anh kiếm một cái hộp dây ấy. Hộp dây hay phết, cho vắt hết luôn. Rồi. Đây, toàn bộ dây đây. Anh đi ra khỏi nhà không? Đi vào. Thế là đỡ phải. Thằng con không nghĩ được luôn. Rồi, bây giờ còn cái gì? Vô lăng này, vô lăng cần số các kiểu. Rồi, bây giờ em thử nhá, thử làm phát nhá. À, cái kẹp thôi nhỉ, quên mất cái kẹp. Kẹp iPad. À, kẹp... Đây anh ơi. Bét luôn. Trời. Đây là cái mình thích này. Ôi má ơi. Chúng ta thử rerun trước nhá. Bây giờ mình sẽ thử một track trước nhá, bây giờ đã biết về nhà rồi. 3, 2, Anh vừa đua một lap xong rồi. Thấy anh thấy hấp dẫn không anh? Hấp dẫn, tại vì ở đây nó cái vấn đề này đã xử lý được rồi này. Nào. Và thứ hai là cái phần khung nó không bị như công ty, nó hơi bị nó bị ngửa. Ở đây là anh nó chắc luôn rồi. Phải lo stop ở công ty là non stop linh bình luôn, còn đây thì là đã có gọi là quả sofa để dừng lại rồi. Thì nó sẽ không bị ngửa ra nữa. Và đấy như lúc đấy đâu hiểu cái đo rồi. Thì mình đo ấy là cái mặt bên này thì nó bị nghiêng về bên kia, còn cái mặt bên này thì nó lại nghiêng về bên này, tức là tạo mà anh đặt lại đặt đúng cái máy vào chỗ tạo ra. Thế là nó hơi bị ngửa tí thì đấy đã sửa bằng một cái tấm này rồi đấy. Và DJ đầy đủ, anh đặt lái thì có vẻ cũng khá là thích thú. Và cái bộ loa này cộng với cả cái iPad này sẽ được cố định sau khi mà chúng mình về đấy, tại vì anh đã sẽ còn mua thêm một vài thiết bị nữa để gá loa lên. Để loa lên nữa. Vâng, đúng rồi. Sẵn trong giỏ hàng Shopee rồi. Đấy, Shopee mua mọi thứ đúng không? Đấy. Rồi bây giờ thì là 2 tuần. 2 tuần nữa. Hình như 2 tuần là chúng ta mới xong cái bộ này đúng không? Vâng, đúng rồi, khoảng tầm 2 tuần. Xong bây giờ 2 tuần nữa mình từ từ chỉnh các thứ, từ nghiên cứu phát triển. Từ bây giờ đầu tiên là chỉnh lại thêm cho nó chắc chắn và nó vô lăng các thứ nó đúng chỗ. Đúng rồi. Đấy, và bây giờ mình hoàn thành cái bộ brick gà thành công trận. Và bây giờ xin chào hẹn gặp lại các bạn, và sắp tới chúng mình sẽ có review những sản phẩm nữa của VNM ở trong kênh của Hacom nhé. Bây giờ xin chào hẹn gặp lại anh em. Bye bye.